Là cái hiện tượng mà cái con 745 này bị thêm này các bạn này. Play này. Cái cục này nó không quay này. Và sẽ gây ra hiện tượng nó bị rối băng. Đây nó còn đẩy lên được ấy. Có lúc nó bị rối băng, nó quấn này, xuống dưới hết này. Tua vẫn được nha các bạn nhé. Tua vẫn được. Để bật flash lên cho các bác soi. Đây, play này. Đấy, nó quay lúc đều lúc không này. Dạng kiểu bị trượt trượt ấy. Có một lúc nào đó thì nó sẽ dừng và cái bánh tỉ ở dưới này nó vẫn cứ cuốn là kéo dây băng. Cái này kéo mà cái này không cuốn vào thì là sẽ bị rối băng. Đấy là hiện tượng rối băng. Còn cửa bên này. Để test xem nào. Đấy, các bác nghe tệ không? Nghe âm thanh rất hay, rất hoành tráng nhưng mà bị giật giật. Em thử play xem nhé. Em nghĩ là do cái bánh tì này. Em chỉ cần có nghĩa là lực ngón tay đè nhẹ xuống là nó không quay rồi, nó bị trượt ngay. Thế như vậy thì chúng ta kết luận ngay là nó bị do cái bánh tì này. Đấy, thử reverse xem cái bánh bên này có bị không. À, bánh bên này lực tốt hơn một tí nhưng mà chắc cũng không ok cho lắm. Để em test thử nhé. À, ok hơn này các bạn. Nó đỡ hơn là trục bên phải cuốn. Đấy, trục bên phải cuốn là bị trượt rồi. Nghe vẫn hay nhưng mà dù sao nếu mà thay được chúng ta cũng nên thay đi, tại vì là lực nó cũng không tốt rồi. Các bác cảm nhận bằng cách là chúng ta sờ vào, dùng ngón tay ấn nhẹ xuống giữa cái phần tiếp giáp giữa cái trục sắt này và cái con lăn cao su này. Nếu chúng ta đè nhẹ xuống mà nó vẫn cứ quay thì dây băng nó kéo rất là tốt. Còn ví dụ như là cái bên phải này nhé, để em cho bên phải này quay này. Đấy. Như này là khi em đặt tay xuống nhẹ nhẹ thôi là nó dừng lại ngay. Chỉ cần một lực nhẹ nó dừng lại ngay. Tương tự như vậy thì cái dây băng khi nó kéo cũng bị trơn. Bị trơn thì là nó cũng sẽ kiểu như là giật ngay. Thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng như vừa rồi. Nó bị méo tướng rất là nặng. Đấy, cái trường hợp này cũng có thể là dây cu loa nữa, nhưng mà em đoán là cái bánh tì này. Dây cu loa có lúc là nó bị nhão, bị rão thì nó cũng có cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà em đoán là bây giờ là đang do cái bánh tì này. Còn những con khác thì tùy từng lúc. Em mở những cái khác thêm nhé. Đang gắn. Đây, hiện tượng này nữa các bạn ạ. Hiện tượng sột soạt này, sột soạt một loa này. Đấy. Em sang loa bên trái không bị này. Đấy, trái trong veo luôn. Bên phải sột soạt. Đấy. Cái này em đoán là đang do cái này nó bị hỏng hay bẩn hay như nào đấy. Tuy em tra dầu vào rồi nhưng mà nó vẫn bị nhá. Thì em có lẽ là phải thay cái này. Em đoán bệnh như thế thôi. Không biết như nào, tí nữa thay vào thì xong em sẽ chia sẻ với các bác nhé. Tại vì thường những hiện tượng như thế này chỉ có do cái chia loa này thôi. Đây là cái chia loa. Cái ba lần này. Nó là cái như thế này. Đây con trở, biến trở này. Cái máy này nó hay bị con biến trở này lắm. Chứ em có một cái nó còn nặng hơn đây cơ. Ở đây chúng ta nếu mở nhạc to còn không nghe tiếng lột bột như vậy. Còn trước em có một cái nghe nó tiếng nó giật cả mình thôi. Nó không nhỏ như vậy đâu. Đấy, nó không cuốn này. Đảm bảo lấy băng ra rối luôn. À, nó vẫn cuốn ở đây. Mở tí nữa cho nó rối băng. Cho các bác xem.
đấy, khi nó không cuốn lên được nó sẽ rối đấy, đảm bảo luôn. Phải lấy cái băng ra thử nghiệm cho các bác ấy. Nó mà rối nặng quá thì dây băng nó sẽ bị hỏng nhé. Hỏng nó có đôi khi nó ảnh hưởng chất lượng, khi nó bị nhăn, bị thành từng nếp gấp nó sẽ ảnh hưởng chất lượng dây băng, chất lượng băng. Nhưng mà nó không sao thì nó cũng không ảnh hưởng chất lượng mấy. Đấy, cái này bị trượt trượt như vậy là do bánh trung gian này, bánh tì trung gian. Nó đang đoán vậy thôi, nhưng mà khả năng 99,9% là đúng. Còn cái đấy là em có kinh nghiệm khá nhiều về cái này. Còn cái này thì khả năng là trên 80, trên 90% là đúng. Đấy là những bệnh mà cái con đài này nó biểu hiện. Đấy, bây giờ em sẽ khắc phục. Thay thế này, thay bánh tì này, thay cái này này, và thay cái trung gian, bánh trung gian của cửa A. Con này nhìn thế mà khá nặng, em mua người bán cứ nói là hoạt động hoàn hảo, chả thấy hoàn hảo chỗ nào cả. Chưa kể khi mở chất lượng âm thanh như thế nào nữa, em chưa kiểm tra phần đấy, nhưng mà nói chung là những cái gì đập vào mắt và thể hiện vào mắt, vào trước mặt thì em thấy là nó không hoạt động hoàn hảo thế nào cả. Nó hoạt động hoàn hảo là phải không thể chê vào đâu được. Kể cả méo tiếng cũng không bị méo tiếng thì mới gọi là hoàn hảo. Tốc độ không bị nhanh, không bị chậm quá thì mới gọi là hoàn hảo. Radio bắt nét và đầy đủ đài thì mới gọi là hoàn hảo. Chức năng mic sử dụng được thì mới gọi là hoàn hảo. Thì các bác bán đài các bác cứ nói là hoạt động hoàn hảo, em thấy dù dùng cái từ hoàn hảo nó không hợp lý tí nào cả. Gọi là hoạt động full chức năng là có dùng cái từ đấy là đúng hơn. Full chức năng có nghĩa là đầy đủ các tính năng của đài, ví dụ như là băng có thể hoạt động được, còn hoạt động ở mức méo tiếng như thế nào thì cũng tùy. Đấy, dubbing hoạt động được, ví dụ thu băng sang băng thì chúng ta cho nó quay nhanh, đó là dubbing. Radio hoạt động tốt, có thể AM không được nhưng mà FM phải nét, ví dụ thế. CD line tốt thì đấy mới gọi là full chức năng, tức là các chức năng nó hoạt động đầy đủ, các cái núm nút này không bị sao, volume không sột soạt. Đấy, tóm lại là vẫn sử dụng hết các tính năng của nó, nhưng mà một số tính năng thì có thể qua thời gian thì nó có thể xuống cấp một chút, nhưng mà chúng ta nên dùng cái từ full chức năng thì nó hợp lý hơn. Full chức năng có nghĩa là đầy đủ hết các chức năng. Còn các chức năng đó hoạt động như thế nào thì nếu mà đạt được 100% thì mới gọi là hiệu quả, hoàn hảo. Nếu mà đạt được 100% thì mới gọi là hoàn hảo. Chứ đây nhiều bác cứ bán đài rồi nói là hoạt động hoàn hảo, em thấy nói cái từ đấy nếu mà đúng nghĩa thì không sao, nhưng mà nói không đúng nghĩa thì em thấy là hơi ngượng mồm một chút, quá ngượng mồm, không phải một chút nữa. Ok, bây giờ em sẽ sửa con này. Đây, trước tiên em tháo ra vệ sinh nhá, vâng nhá. Nếu mà vệ sinh không được thì chúng ta mới nên thay. Đó, đây là cách tốt nhất. Và nếu cái gì cũng thay thì không phải ai cũng có điều kiện thay. Tại vì cái video clip này chủ yếu em chia sẻ với các bác về cách khắc phục cái hiện tượng này thôi, chứ không phải là tí là thay. Thay thì các bác lại phải mua một cái đài mới về, nó rất là tốn kém. Các bác nào thay nhiều thì mua đài mới về không sao, còn các bác mà ít thay ấy, thì mua về thì lại chỉ dùng mỗi cái này một phí. Đây, trước khi tháo ra nó như thế nào thì tí nữa khi lắp vào các bác cứ để nguyên như vậy. Đấy, tức là ba cái, mấy cái này nó ở trên này, phần này ở dưới này. Đấy, cái răng này với ở dưới thì chúng ta dễ nhận biết rồi, chúng ta úp vào như vậy. Đấy, còn cái này nếu mà chúng ta nhầm thì cũng khó khắc phục đấy, tại vì nó chỉ hạn chế như vậy.
Ok, có nghĩa là những cái phần tiếp xúc này nó nằm phía trên này các bác này. 1 2 3 4 cái phần tiếp xúc này ở phía trên. Ok. Đây nó ở như này, úp vào như này. Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh thôi. Vệ sinh cái phần này. Cái này phải mài các bạn ạ. Chỉ có giấy ráp này mài thôi, chuẩn nhất này. Rồi các bác lấy nhỏ đi nhá. Lấy to quá thì nó bị cứng quá. Nói chung như chúng ta cứ mài cái phần tiếp xúc đi là được. Còn các bác lấy cái gì mài thì tùy mỗi người. Đấy. Nhưng mà theo em thì lấy cái giấy này là nó chuẩn nhất này. Ở dưới đây có một thanh này. Đấy, trên đây có bốn thanh. Dưới đây có một thanh. Sau khi mài xong thì chúng ta sẽ cậy nó lên chút. Và tất nhiên là phải cho nó đều nha các bác nha, đừng cho nó lệch lạc lung tung. Còn những cái phần tiếp xúc khác thì chúng ta cũng nên cậy lên chút, ví dụ lá đồng này. Ở đây nó có một là cái lớp đồng, bằng đồng. Em hay, những cái mỏng mỏng em hay gọi lá đồng quen. Đúng cái phần này lên trên này. Đấy. Như này là ở trên này. Hai cái chân này cho là phía dưới này. Thì ở trên sẽ là mấy cái mà chúng ta vừa mài vừa vệ sinh xong. Vừa lau chùi xong ấy. Sau đó chúng ta úp lại như cũ thôi. Đó. Cái sắt này. Chúng ta nên bẻ chéo trước, bẻ chéo để cho nó mất thời gian chúng ta tay trái chúng ta giữ. Đó, như vậy là nó đều, nó không bị lệch. Thế bây giờ chúng ta tay trái chúng ta dạy thảnh thơi hơn chút, rồi chúng ta căn chỉnh cho nó đỡ bị lệch, rồi chúng ta bẻ nốt cái phần còn lại, hai chân còn lại. Ok. Đó. À, chúng ta vệ sinh nốt cái volume này cho chắc ăn nha các bác nhé. Đấy. Nó cũng tháo ra tương tự giống như cái kia thôi. Nó dễ rồi mà. Đấy, bây giờ chúng ta lau cồn này. Lên chút. Là giải pháp nhằm giúp tránh tình hồ nó vẫn bị một loa. Đây,
chỉ bảo là không phải hai cái này đâu. Em sẽ tìm rõ cách khác nhé. Đấy, ngon lành nhé các bác nhé. Tiếng xì này các bác nghe tiếng xì không? Tiếng xì từ loa bên này và loa bên này. Đấy. Em vặn loa bên phải này, vặn loa trái này. Đấy, volume đây là to hết cỡ nhé. Nhỏ này, to hết cỡ này. Không có tín hiệu gì luôn. Và em vừa phát hiện đó là cái chỗ này này. Chỗ này nó là con trở. Chúng ta thay con trở này đi là ok. Chứ không phải volume volume gì cả. Lỗi này chúng ta rất dễ nhầm với volume. Tại vì nó kêu lột sụt lột sẹt giống như ban đầu em chia sẻ với các bác ấy. Đây, chính là con trở này. Nó bị một loa thì chúng ta dò con trở một loa đấy thôi. Con trở này là con trở vàng tím cam này. Các bác có nhìn thấy không ạ? Đấy, nó giống tương đương với con này. Nhưng mà đây là cái loa nó không bị. Đây là loa phải này. Đây là loa trái. Loa phải này nó mới bị này. Thì em thay con trở này là ok nhé. Thì chúng ta cứ tìm một con trở tương đương sang thôi. Nếu con trở mà trị số nó khác thì cái âm thanh nó sẽ to hơn hoặc nhỏ hơn nhé các bác nhé, hoặc là nhiều. Các bác thay con tụ bằng được nhưng mà nó chép nhiều, có con tụ trị số càng nhỏ thì chép càng nhiều. Đấy, nó là như thế. Nghịch cũng hay, cũng vui. Nhưng mà nếu các bác làm được zin thì nên dùng nguyên con trở của nó từ máy khác sang, hoặc tìm một con trở thiết bị khác thì nó thông số trị số nó tương đương với con này nhé. Thế là xong rồi. Ok. Chiết áp với lại biến trở các kiểu là không phải đâu nhá. Đấy, em bị mấy lần rồi bây giờ mới phát hiện ra cái lỗi này. Tức là bây giờ không phải nói quá đâu, nhưng mà level mình cao hơn chút thì mình sẽ nhìn khách quan hơn và mình sẽ sửa được một số lỗi trước kia mà mình mắc phải mà mình không xử lý được. Ok. Đó, bây giờ thì đến lượt cái bộ cơ của nó. Bộ cơ cassette. Đây, em đã thay cái bánh tì vào đây thì xem nó chạy thế nào nhé. Nói chung là vẫn dạng hơi rít rít một chút thôi các bạn. Thế nhưng mà bây giờ là đè vào thì nó có lực là gần như là không cản được. Bẩn quá, phải rửa cồn. Cái trục nó quay rất yếu các bạn. Chứng tỏ là dây cua trùng. Đấy, nó sinh ra mấy vấn đề. Dây cua trùng thì nó mới bị hiện tượng như vậy. Đây các bạn, dây cua này có vẻ trùng, hơi trùng. Em sẽ tìm cái khác. Em tìm được một cái dây nó nhỏ hơn một chút này. Các bạn xem này. Chỉ cần nhỏ hơn một chút là gắn vào là ok. Rồi, cái này cảm giác nó căng hơn này. Mình xem nào. Đấy, cảm giác lực nó kéo rất là tốt luôn. Cho cái này vào test thử nhé. Ngon lành luôn các bạn ạ. Tụi đầu tư hơi bẩn tiếng, nó hơi tối. Tốc độ hơi chậm do em chưa chỉnh ở kia. Cái này chỉ cần chỉnh tốc độ nữa là ngon. Nó không bị méo tiếng là được rồi. Đầu tư lại bẩn.
Ok, coi như cửa này xong nhé. Đây là cái bánh trung gian này các bạn này. Cao su nó mủn, rất mủn. Vừa cậy ra một cái là đứt luôn này. Không cậy thì nó vẫn chạy nhé. Không cậy nó vẫn chạy bình thường. Tức là em chỉ cần cậy ra như này để muốn lột nó ra, nhưng mà do nó mủn quá nó đứt luôn này. Đấy, sửa cassette này lành thành què là vì việc bình thường. Nhưng mà nó chạy hoạt động không ổn định rồi chứ cũng không phải lành lặn gì. Đấy, em đã thay cái này vào. Cái bánh trung gian này là của một bạn, nó không phải dành cho máy này. Bác nào cần thì em sẽ để cái số điện thoại cho của bạn này cho. Nó là một cái bánh như thế này. Nó là một cái bánh này. Đấy, nó không phải là dành cho con 715S như vậy. Nhưng mà các bác chế vào thì có thể là được thôi. Nó hơi khác nhau chút này. Các bác phải cắt cụt cái ống này đi. Cụt sạch đi. Thì khi lắp thì quay cái ống này lên trên. Quay cái phần ống này lên trên và cho cái bằng này bên dưới nhé. Mặt này nó hơi bằng hơn này, còn mặt này nó lõm nhiều lắm. Đấy. Mặt lõm kia mà cho vào đây thì nó không vừa. Tại vì ở dưới này nó có một cái viền nữa, có một cái vòng nó nhô lên nữa. Đấy. Thành ra này các bác phải chế. Bạn nào cần thì em để cái số điện thoại của bạn Tuấn cho nhé. Rồi các bác cứ chụp chụp ảnh màn hình rồi hỏi bạn ấy cái này. Thì cái bánh trung gian này. Không biết của Sharp hay của hãng gì em chả biết nữa. Hoặc là bác nào biết cái có bánh trung gian này đâu bán thì chia sẻ cho anh em với. Sau khi em thay bánh trung gian vào là nó hoạt động ok rồi. Đấy. Cái cơ nó ban đầu nó hơi rít rít một chút, nhưng mà sau khi em cậy cái miếng đen này lên này, cái phần đen đen này, cái miếng đen này lên sau gắn lại là nó được ok luôn, nó không phải lăn tăn nữa. Bây giờ em sẽ gắn đầu từ lại như cũ nhé, định thay bộ cơ nhưng mà thôi, có vẻ là bộ cơ kia còn lởm hơn bộ cơ này. Cuối cùng em đã gắn thành công các bạn. Phải thay cái bánh này. Cái bánh đây này. Cái bánh này nó sát trực tiếp vào cái bánh trung gian cao su. Cao su trung gian. Đây. Nó là cái phần này nó mất tiếp xúc này. Cái phần này này. Nó bị ma sát, nó mòn. Thành ra nó quay lúc được lúc không. Đấy, sau khi em thay cái nhựa khác vào thì là ok rồi. Cái sống ở đây luôn. Chưa cần gắn vào. Đấy. Đấy, để xem cái nó cuốn cái cục to có ok không nhé. Mỗi tội đầu từ nó hơi bẩn, chưa vệ sinh được. Đấy, nghe như vậy là được rồi, không cần gì nhiều nữa, không cần gì hơn nữa. Trên đây là cái video clip em vừa chia sẻ với các bác cách khắc phục hiện tượng bị rối băng do cái con bộ cơ A của Sony 715 này. Thứ hai là méo tiếng, cái hiện tượng méo tiếng của cửa B.
thứ ba là nổ lỗ bộp hoặc là kêu là xoẹt ở một bên loa. Đấy, ba hiện tượng này nên đã chia sẻ trong cái video clip này, hy vọng giúp ích được các bác. Còn cái việc chi tiết thay như nào ấy, thay cái bánh này như nào, không phải em giống nghề mà căn bản là điện thoại thì quay lâu quá hết pin. Đấy, quay lâu quá hết pin. Cái tu vít này này, thay cái này nhá. Chúng ta dùng tu vít để tu vít dẹt như này, như này. Bậy cái này lên, cậy dần lên là và chúng ta rút cái nhựa này ra. Sau khi tháo cái miếng này nhá, tháo miếng này vào motor. Đấy, hình như em cũng có cái video clip chia sẻ rồi đấy. Nhai đi nhai lại nhiều quá thì có khi như có bác biết rồi thì cảm thấy nhàm. Nhưng mà có bác chưa biết thì sẽ có ích. Bác nào mà đăng ký theo dõi kênh của em sẽ có những cái video mà em đăng nói về cái việc cái sửa cái bộ cơ như này. Cơ như này bao gồm như là Sony 1133 này, cũng giống y chang này. Đấy, các bác có thể lục lại cái cơ đấy mà xem cũng được. Tại vì đôi khi có những cái cơ nó giống nhau thì em không muốn lặp lại nữa. Đấy, mài một lúc nó sạch sạch rồi bắt đầu tiếng sáng hơn. Giờ thì chỉ việc là lau chùi dọn dẹp, lau chùi một chút nữa là nó sáng bóng lên ngay. Revert. Cái này do cái băng này nó một mặt nó bị tiếng một loa bị nhỏ. Ok. Cửa bên này cũng ngon lành. Đấy, có một mặt này, cái loa này nó bị nhỏ nhỏ hơn chút. Các bác nghe tai phone các bác phát hiện này. Đấy, mặt này đều hơn. Ok, còn đây là radio. Đây là AM nhé. AM khá nét. FM. Em duy nhất của tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Đoàn tháng 3 vừa qua. Line này, đấy. Line không cần cắm gì để cho các bác phát hiện này. Em mở volume hết cỡ luôn nhé. Đấy, bây giờ không còn hiện tượng lẹt xẹt ở loa bên phải nữa rồi. Đây, cân bằng loa sang bên phải cho các bác nghe rõ hơn. Đấy, nó chỉ có tiếng xì thôi, các bác có nghe tiếng không ạ? Mở to hết cỡ nhé. Đấy, cân bằng hai loa này, loa trái này, loa phải này. À, cân bằng hai loa này. Đấy, ban đầu là nghe tiếng lẹt xẹt, các bác có thể tua lại cái đoạn đầu của video xem. Nó bị ngay con trở đấy. Thế mà được trước cũng có một cái main như vậy, em không biết, cũng vứt luôn cái main kia đi. Tại vì gần như là lục tung hết cả cái main lên, không biết chỗ nào luôn. Thay tụ IC các kiểu. Đấy. Giờ sau khi sửa con đài này lại lên một level mới rồi các bạn. Lại biết cách, tức là biết cách khắc phục thì dễ, nhưng mà vấn đề là chúng ta tìm ra bệnh mới là vấn đề. Đấy. Ok, mời các bác thưởng thức bằng cassette một lúc rồi em xin phép kết thúc video.